Chào mừng các bạn quay trở lại website Vũ Hai đây. Hôm nay mình chia sẻ về cái quote của cái phim Game of Thrones, trò chơi vương quyền á, và cái cách người ta scale một cái mẫu quote đó. Nếu mà sau này các bạn gặp phải những cái bộ phim và những cái quote tương tự thì mình cũng có thể scale theo dạng như cái bài hôm nay mình chia sẻ. Cái mẫu câu chính của họ chính là "That's what I do and I think and I know things" của Tyrion trong phim Game of Thrones, mình đã ghi trên đây đầy đủ. Điểm qua về câu quote này thì tại thời điểm đó họ quảng cáo về cái bộ phim này rất là giống như là phim bom tấn á, nổi tiếng, và họ có những cái câu nói nổi tiếng ở trong bộ phim. Về những seller design, họ đã phát triển, họ đã nắm bắt được cái xu hướng của họ và họ đưa ra làm sản phẩm thiết kế cho riêng mình. Tuy nhiên vẫn dựa trên một vài điểm hoặc một vài cái chỗ nào đó để người mua họ vẫn nhận biết được rằng cái sản phẩm đó có tính liên quan đến cái câu quote đó ở trong phim đó. Từ mình sẽ vào ví dụ luôn. Thế mạnh thì nhờ vào cái sức mạnh của truyền thông, nên nếu mà mình bán vào thời điểm đó thì cái sức lan tỏa của sản phẩm mình tốt hơn. Tại vì thời điểm đó đang là một bộ phim bom tấn thì họ cũng biết rằng một vài điểm nào đó họ sẽ nhận ra được xu hướng nên họ sẽ mua nhiều hơn. Và mình cũng đỡ đi một khoản chi phí về marketing nhờ vào những ông lớn. Để mà bắt chen thì các bạn có thể theo dõi những trang tin tức, ví dụ như là những trang báo nổi tiếng ở Việt Nam về phim ảnh, hoặc là về thể thao, hoặc là về một cái vấn đề nào đó trong xã hội, hoặc là cũng có thể theo dõi ở những cái trang trực tiếp ở bên nước ngoài nếu mà các bạn rành về tiếng Anh. Còn những trang ở Việt Nam thì mình thấy họ cũng bắt chen và xu hướng cũng rất là nhanh, nên các bạn nếu mà không có biết tiếng Anh nhiều thì các bạn cũng có thể theo dõi những trang Việt Nam, nên cũng không có chậm trễ so với những người khác là bao nhiêu đâu. Quan trọng là tư duy. Mình vào ví dụ luôn. Thì cái câu mặc định của sản phẩm là câu đây: I think and I know things. Câu mặc định, câu gốc á, thì nó nằm ở đây: "That's what I do and I think and I know things". Mình sẽ copy lên trên đây, mình để lên trên đây nhé. Ví dụ như câu này thì họ đã đổi cái từ I think này thành I watch bird rồi. Thì họ đánh vào những cái người mà thích nghiên cứu về chim hoặc là nuôi chim cũng thể. Thì cái lượng tương tác sản phẩm của họ tại thời điểm đó là 17k like và 1.400 comment. Bạn rất tốt. Và đương nhiên cái chữ thiết kế thì các bạn cũng không thể bỏ qua về cái kiểu phong giống như là ở trong phim Trò Chơi Vương Quyền được. Nó có cái chữ O và những cái chữ này nó có góc cạnh giống như cái bộ phim đó. Cái chữ O thì nó có ba cái gạch, ví dụ mình bật qua cái nhìn mà thôi đây, cái chữ nó có một xíu góc cạnh, một xíu sắc, và cái chữ O nó có ba cái gạch đó. Mình bật sẵn ra rồi. Cái chữ đây cũng thế. Ở đây thì họ bỏ cái phần ở trên đi, họ chỉ lấy phần dưới thôi. Cái mẫu câu vẫn để yên và bạn cũng rất là tốt, 86k like. Ở dưới thì họ lại bỏ cái phần ngôi đi luôn, nên họ còn chữ green thôi and nothing thôi. Và họ bán cũng rất là tốt, là 208.000 like và 13 lượt comment, 13.000 comment nhé. Đó, bán cả áo classic t-shirt và cả áo tank top luôn, áo ba lỗ. Xuống dưới họ bán, họ cũng cái câu đó nhưng mà họ thay bằng cái từ uống đây, họ thay bằng từ đọc sách đó. Họ read book này, họ đọc sách và thay bằng con thỏ vô trong, và bán là 2019
tất cả những sản phẩm ở trên thì đánh vào đúng với trend thời điểm đó là 2016 và 2017, còn thời điểm này họ bán lại, họ bán 2019 và vẫn bán rất là tốt. Với câu nói này giống như kiểu nó trở thành một cái câu nói mà có ý nghĩa luôn rồi đấy. Rồi tiếp tục áp dụng cái cách đó, họ cũng bán vào năm 2019 thì họ đã đạt được doanh số với cái mẫu con cú mèo 6.400 KLI và 2.600 lượt share, khoảng gần 1.000 lượt comment. Rồi tiếp theo là họ bán cũng mẫu câu đó, nhưng mà họ thay từ uống bằng từ đọc thôi, và thay bằng những nhân vật ở trong cái phim hoạt hình gì mình quên mất tên rồi, cũng nói về cái chú mèo này, họ cũng chuyên về học toán học này kia sao á, nên họ rep vô phù hợp và bán cũng rất là tốt, 114.000 like và 9.200 lượt comment. Xuống dưới cũng cái câu đó, họ chỉ có thay bằng uống bia thôi, họ thêm bia vào thôi, và họ thêm cái cốc bia vào, họ bán cũng 89.000 like và 9.400 lượt comment. Tiếp theo ở dưới họ bán cho người nấu ăn, người đầu bếp, và họ có thêm hai con dao bắt chéo ở giữa, và họ bán đã được khoảng 57.000 like và 4.900 lượt comment. Tiếp theo là họ bán cho những người thích đi xem bóng chày, và bán là 3.800 và lượt comment là 201. Đó, ngoài ra mình sẽ bật ra thêm ở ngoài họ đã có những thiết kế như thế nào. And I know thing, mình sẽ search I know thing t-shirt thôi. Ngoài ra họ đã search con thỏ này, bán cho những người thích câu cá này, đó mình có thể sáng tạo thêm, bán cho Snoopy này, nhân vật Snoopy. À, nhân vật hồi nãy là nhân vật Teacher Dia Seot, biết đọc đúng không? Đó. Nhân vật hồi nãy đây, cú mèo thiết kế lại, họ bán cho những người thích hút xì gà. Thay đổi câu quất đi một xíu và bán cho những người Eric. Đây, nhân vật ở trong phim Star Wars thay bằng nhân vật Union đang nấu ăn. Có rất rất nhiều ý tưởng mình có thể dựa ở đây. Sau này mình bắt gặp phải một trong những cái câu quất giống như tựa như thế này thì mình cũng thay đổi câu quất đi đơn giản đi một xíu. Và nếu mà mình muốn đặc sắc hơn thì mình cũng thêm hình ảnh vô giống kiểu như thế này là bán được sản phẩm rồi. Điểm chính của cái mẫu câu này vẫn là cái chữ, cái kiểu chữ nó vẫn là cái kiểu chữ gần giống với cái bộ phim để họ nhận biết ra được là mình có một xíu gì đó liên quan đến cái bộ phim đó. Ok, bài này từ đây là xong rồi. Ở dưới đây là mình đã tổng hợp lại những cái mà hình ảnh ở trên, và mình đã bôi đỏ những cái phần mà người ta thay đổi được. Xong, bài kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ.